Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách làm như thế nào để mình chùi cái cửa kính trong nhà tắm á các bạn, là cho nó sạch bóng như là mới tinh, và cái cách lau chùi bồn tắm như thế nào để cho nó sạch sẽ. Và những cái nguyên liệu này mình có sẵn ở trong nhà hết nha. Thì để làm cái này rất là đơn giản nè. Mình cần có xà bông, đây là xà bông rửa chén nè các bạn. Mình cần có một muỗng canh. Nếu nhà tắm của các bạn mà to đó thì mình có thể nhân cái số lượng lên gấp đôi nha. Ở đây mình dùng một muỗng canh nè. Kế đến đó là mình cho một muỗng canh giấm. Đây, giấm mình dùng là loại này, 5% axit. Kế đến là mình cho một muỗng canh baking soda. Đấy các bạn, baking soda là muối nở nha. Mình mua nguyên cái bao này ở trong Costco rất là rẻ, có mấy đô thôi. Nó bắt đầu nó nở lên nè. Đó. Thì nguyên liệu mình rất là đơn giản các bạn, chỉ có 4 thứ thôi. Và cuối cùng đó là cái này là cái dầu, dầu xả để làm chi các bạn biết không? Để khi mình lau chùi nó thơm trong bồn tắm của mình á, thay vì mình nghe mùi giấm thì mình sẽ có cái mùi này, nó sẽ làm cho nó thơm ha. Mình cho vào đây vài giọt ha. Đó. Bạn thích mùi nào, giống như mùi lavender, mùi nào mà bạn có ở nhà thì mình lấy mình xài. Rồi mình trộn nó lên đều lên. Đơn giản dễ sợ chưa nè. Cái này là bảo đảm trong bồn tắm của các bạn sẽ trắng bóc luôn á. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình đi làm nha. Còn cái kính ở ngoài á, phía ngoài á thì mình không có cần cho đâu, tại vì nó không có bị nhiều đâu các bạn, bởi vì xà bông với là nước nó không có vô á, cho nên mình sẽ xịt bằng giấm thôi nha. Mình cho giấm vào trong cái chai nè. Hôm bữa mình có chia sẻ các bạn cái kệ này nè, để đựng make up nè, đựng được rất là nhiều đồ luôn á các bạn ơi. Nè. Mà rẻ nữa, mình thấy để mua gì mình để gọn gàng, để quá trời đồ trên đây luôn. Đó. Đây, mình cho các bạn xem là nó bị bợn bợn như vậy nè, các bạn thấy không? Đó, nó có rất là nhiều. Các bạn nhìn nè, ở phía trong á các bạn, khi mình tắm á, xà bông nè, rồi chất vôi ở trong nước á các bạn. Cho nên là nó nhìn rất là dơ. Lâu lâu mình phải lấy những cái nguyên liệu mình mới chia sẻ các bạn á, là mình lau chùi là nó sạch bóng lại thôi. Và bây giờ mình bắt đầu làm nha. Rồi mình lấy một cái miếng sập, giống như là cái miếng này là rửa chén nè các bạn. Và mình dùng cái bên này nha, bên mà mềm á, nhúng vào đây. Đó, và mình chà nó. Và mình chà ở trên cái miếng thành này luôn, cái thành cái tay cầm luôn á. Rồi cái này là ở phía ngoài nè các bạn đừng có dùng cái xà bông với lại baking soda, mà mình chỉ dùng giấm thôi, bởi vì nó không có bị gì nhiều á, trừ khi mà nó bị đóng ở bên ngoài này nè. Nhưng mà ở ngoài này thường thường xà bông với lại chất vôi nó không có đi ra ngoài này, cho nên là dễ chùi hơn. Các bạn lưu ý nha, phía trong của mình mà thí dụ như của bạn mà nó đóng nhiều quá thì nên xịt giấm trước rồi mới chà xà bông với baking soda lên. Rồi bây giờ mình để nó đây nha, mình đi lau chùi cái bồn tắm trước rồi mình mới quay lại mình rửa nước. Mình cũng lau chùi bồn tắm giống vậy, mình để một xô nước như vậy để lát mình dễ rửa nè. Thì trong bồn tắm lâu ngày mình sẽ thấy những cái màng màu vàng vàng như vậy nè, thì mình cũng dùng mấy cái này để mình lau chùi nha các bạn. Các bạn nhìn thấy nó vàng vàng phải không ạ? Bây giờ mình chùi cho các bạn xem nha. Cái kẽ vàng này nè các bạn, thì mình dùng cái bàn chải nhỏ nhỏ để mình chà nó. Bạn thấy nó trắng chưa nè. Đó.
giờ là nó trắng rồi đó. Và cái này cũng vậy các bạn. Chà nó như vậy nè. Rồi bây giờ mình chế nước lên mình coi nó hiệu nghiệm như thế nào nha. Nó không còn bận nữa nè các bạn. Wow, sạch bong luôn. Và bồn tắm ở dưới này mình cũng chà giống như vậy luôn nha các bạn. Ở phía chân đây, kính và ở dưới này mình cũng làm y chang vậy nha các bạn. Tức là mình cũng chùi rửa như vậy luôn. Đó. Nó sạch sẽ. Rồi các bạn ơi, sau khi mà mình để này khoảng 10 phút á, giờ mình chế nước lên để mình rửa cái kiến cho nó sạch nha. Nhà bạn nào mà có vòi sen á thì mình để cái vòi sen lên thì nó dễ hơn. Nhà mình á là có vòi sen loại này nó dính luôn. Còn nhà bạn nào mà loại mà bằng tay cầm á thì mình lấy ra mình lau chùi cái kiến á, mình rửa thì nó nhanh hơn nè, nhìn nó sạch bóng luôn nè các bạn ha. Ở ngoài này nãy mình cho dắm lên đó các bạn, cho nên giờ mình chỉ là lấy khăn mình lau như vậy thôi à. Đó các bạn thấy không, nó sạch bóng luôn nè. Bồn rửa mặt á, cái sink á mình cũng làm giống vậy luôn. Ở đây á, thì mình phải dùng bằng cái chạy bằng chải nè. Xả nước. Đó, nó sáng trưng luôn nè các bạn. Còn ở trên đây là mình đừng có dùng bằng cái chất có giấm với baking soda. Mình chỉ rửa bằng nước nóng thôi nha các bạn. Mình lấy khăn mình lau chùi thôi. Còn cái này á, mình gương á, mình cũng chỉ xịt bằng giấm thôi nha. Mình lau nó là nó sạch lắm luôn á. À, lấy khăn á, mình lau như vậy nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó sạch bóng luôn à. Ta-da! Các bạn nhìn thấy sạch bóng sạch trơn không nè. Đó, mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ lúc đầu không, mấy cái này nè nó bệnh quận quện á, nó rất là nhìn khủng khiếp phải không ạ. Bây giờ thì nó sạch, phải nói là bóng loáng như là mới mua luôn á. Để mình quay một vòng cái phòng tắm cho các bạn xem nha. Quay một vòng cho các bạn xem cái nhà tắm của nhà mình nhìn nó như thế nào. Quá đơn giản phải không các bạn? Và từ nay về sau thì các bạn sẽ có thể chùi kiến mà không cần lo sợ ná, và cũng không cần đi mua những cái chai chùi kiến ở ngoài, mình có thể tự làm ở nhà. Các bạn ơi, và mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình chúc các bạn làm thành công. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, khi bạn bấm vào cái chuông đó và bấm chữ O tức là cho tất cả đó, thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình upload lên một cái video mới hay là chia sẻ những món hàng giảm giá cực mạnh. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.